Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với buổi trưa giá rẻ ngày hôm nay. Trưa ngày hôm nay á thì Bảo giới thiệu lại cho anh chị mình 3 màu sản phẩm, 4 màu luôn nha. 4 màu sản phẩm Magunta. Nói chung là từ trước giờ Bảo cùng giới thiệu lẻ thôi, vì nó về lúc có sản phẩm này thì hết sản phẩm kia. Nhưng mà trưa ngày hôm nay Bảo giới thiệu máy khoan, máy mài, tay dài, tay ngắn, mức giá đồng giá cho anh chị mình dễ lựa chọn luôn, là mức giá 550.000. Nhưng mà màu này là màu đặc biệt nha, màu tím nó sẽ cao cấp hơn màu đỏ. Với lại thương hiệu Magunta này á là anh chị xài chủ yếu là dành cho công trình nha, in đất sạch là xài cho công trình này, xài cực kỳ ít nóng máy. Với lại là công ty, những màu này á công ty sẽ quấn đồng là 200 độ, nên là cho độ mát cực kỳ cao luôn nha anh chị nha. Đó, lúc mà anh chị xài á thì những con máy này rất yên tâm luôn, toàn quấn đồng 200 độ luôn để anh chị mình xài. Rồi Bảo sẽ giới thiệu từng con một đi. Vào máy khoan trước nha. Công suất là 710W nha. Đó, anh chị sẽ thấy là cái logo Indus sạch đây, xài công trình mát dữ lắm. Cùng tầm giá thì con này là cực kỳ đỉnh luôn. Rồi tiếp tục là quấn đồng 200 độ C này, cho chịu tải cao cũng như là anh chị khoan nhiều, mài nhiều liên tục cả ngày luôn. Đó, nếu mà anh chị nào xài công trình á, muốn giá hợp lý lấy con này khỏi phải chê. Rồi máy khoan màu tím nha. Lúc mà anh chị mua thì con máy này sẽ được dập nổi ở trên thân máy Magunta, hai chức năng. Đầu 13mm nha, công suất 710W. Cò bóp thì sản phẩm này có chỉnh tốc đây. Nếu mà anh chị quen rồi, mình điều tốc bằng cò, bóp chậm ra chậm nha. Đó, còn cái phần này là nhớt người ta bôi vào để tránh rỉ rét đầu nha. Đó, với con máy như này có tay cầm rất là lớn nè. Magunta xài chủ yếu công trình, giá mềm, máy khoan 550.000 nha. Tiếp tục những cái tem mà chính hãng này Bảo sẽ khui ra hết cho anh chị mình luôn nha. Công tắc trượt có nè, công tắc đuôi có, tay dài có hết luôn. Bảo sẽ khui ra 3 sản phẩm một lúc nha. Đó, những sản phẩm này hầu như là anh chị mua khá là nhiều trong tầm giá luôn. Rồi mình qua sản phẩm tay dài trước đi nha. Công suất con này lên đến là 850W, chữ dập nổi Magunta này, màu tím nha. Đó, vòng tua máy thì đương nhiên nó là 11.000 vòng nha. Tay dài, cò bóp, xài công trình rất là ngon. Đi kèm bên trong thì tất cả những con máy mài này đều có khóa mở này, gác te, tay cầm. Đó, gác te là tay cầm có chữ dập nổi, gác te có chữ Magunta, hàng chính hãng nha. Mức giá cũng 550.000. Tiếp tục là hai sản phẩm cuối cùng thì cũng có là khóa mở gác te nha, giống nhau hết. Nói chung là anh chị mua những sản phẩm mà màu tím này á thì nó chất lượng hơn cái kia một tí xíu. Đó, sản phẩm công tắc đuôi thì nó sẽ sơn cái màu khác này anh chị nè. Đó, sơn bông nha. Còn bên này với là con bóp thì nó sẽ sơn màu tím, màu bạc thôi. Đó, sơn tĩnh điện nha. Công suất, công tắc trượt bên hông có chữ Magunta dập nổi nha. Đó, Magunta dập nổi đây. Bên công tắc trượt cũng có luôn, trượt nhẹ nhàng lắm nha, đè nhẹ nhàng rớt ra. Rồi công tắc trượt, công suất cũng 850W, giá bán cũng là 550.000. Tiếp tục công tắc đuôi nè, chữ dập nổi ở đây nha. Đó, công tắc đuôi bên hông, công suất cũng 850W nha. Đó, công tắc đuôi. Rồi Bảo sẽ tiến hành test máy cho anh chị mình xem. Anh chị nào mua 4 sản phẩm này á thì con nào cũng 550 hết nha. Đó, đồng giá hết luôn. Công tắc đuôi này, âm thanh rất là nhẹ nhàng nha. Đó, quốc một tắc. Tiếp tục, những con này thì hầu như nó là chung nhà máy sản xuất, nên là âm thanh đều giống nhau hoàn toàn hết luôn, để anh chị mình xài rất là êm và đầm. Rồi tiếp tục Bảo test máy khoan luôn, có con nào test con đấy nha. Rồi máy khoan là đầu 13mm, nó sẽ có cái cò chỉnh tốc đây nè, để anh chị mình xài nhanh hơn, thích chậm thì anh chị đưa ra. Còn nếu mà quen rồi thì anh chị bóp nhẹ chạy nhẹ, mạnh chạy mạnh vậy thôi. Đầu 13mm. Đó, bên trong là bạc đạn thương hiệu Nhật, nó khá là bền nha. Và cuối cùng là con máy công tắc đuôi dài nha. Đó, âm thanh đều giống nhau hết luôn, xài chung này, với là quấn chung đồng 200 độ, nên là cho rất là mát nha.
Đó, nói chung là bốn sản phẩm này thì anh chị mua con nào cũng thế, chỉ có 550.000 một con. Thì anh chị về xài công trình này rất là lì nha, cực kỳ trâu luôn. Trong tầm giá nó xài rất là mát. Nếu anh chị mài liên tục nhiều cũng như là khoan nhiều, có thể tham khảo thương hiệu Makuta này, xứng đáng với là mức giá tiền anh chị bỏ ra để xài một con máy chất lượng nhưng giá rẻ nha. Rồi anh chị nào muốn mua máy thì liên hệ cho cửa hàng Bảo qua 3 số hotline trên màn hình. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video buổi trưa giá rẻ tại đây.